Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 1, bài 45, luyện tập trung, vở thực hành môn toán lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra, trang số 19 nào. Rồi, chúng mình sẽ đến với cái bài số 1 này. Người ta yêu cầu là nối theo mẫu. Chúng ta cùng quan sát ở đây. Ở bên tay trái của chúng mình này là những cái hình này, và bên tay phải đây là những phép tính này. Và người ta đã làm mẫu ở đây nè các em. Có bao nhiêu cái dĩa nè, dĩa trái cây nè, đúng không nào? Và trên mỗi cái đĩa này có mấy quả? 1, 2, 3. Mỗi một đĩa này có 3 quả này. Và đây có bao nhiêu đĩa? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. 5 đĩa này. Vậy chúng ta sẽ có phép tính là 3 x 5. 3 x 5 là bằng 10, 15. Đấy, mình sẽ nối nó này, 3 x 5. Được chưa? Vậy thì đây chính là cái bài mẫu nhá. Bây giờ mình sẽ đến cái hình thứ hai. Ở đây có mấy? 1, 2, 3 đĩa trái cây nè. Mỗi đĩa có nè, 1, 2, 3, 4. Như vậy mỗi một đĩa này có 4 trái hay là 4 quả, đúng không? Và có 3 đĩa thì mình sẽ có phép tính là 4 x 3. Vậy thì 4 x 3 bằng bao nhiêu? 10, 12. Mình sẽ nối nó với phép tính 4 x 3. Đâu? Đây. Đấy, các em sẽ nối cái này với phép tính 4 x 3. Được chưa? Rồi, hình tiếp theo nhá. Có 1, 2, 3, 4 đĩa. 4 đĩa nè. Mỗi đĩa có 1, 2, 3, 4, 5 quả nè. Như vậy mỗi đĩa có 5 quả hay là gì? 5 trái. Nhân lên 4 đĩa nè. Đấy. Tức là gấp lên mấy? 4 lần. Ta sẽ có phép tính 5 x 4 thì bằng 20. Đúng không? Đó, mình sẽ tìm phép tính. Đây, phép tính nó ngay đầu tiên nè. 5 x 4 bằng 20 nè. Được chưa các em? Rồi, tương tự. Ở đây chúng ta sẽ có số quả hay là số trái trong một đĩa nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quả. Nhân cho mấy? 1, 2, 3. Vậy thì 6 x 3 bằng bao nhiêu? 10, 18. Đâu? 18 đâu? À đây, 6 x 3, 18 này nhá. À, được chưa? Rồi. Như vậy mình đã hoàn thành được cái bài số 1 này nha. Chúng mình cùng đến bài số 2, tính nhẩm. Ở đây, người ta cho mình những cái phép tính của các bảng nhân 2, bảng nhân 5, đúng không? Bây giờ mình chỉ việc thực hiện thôi. 2 nhân với 4 bằng 8 nè. 2 nhân 8, 10, 10 mấy? 16. 2 nhân với 7, 10, 4 nè. Các em cứ thuộc bảng nhân 2 chúng ta làm được hết, đúng không nào? 2 nhân 9, 10, 8. 5 nhân với 3, 10, 15 nè. 5 nhân với 5 là 2, 25 nè. 5 nhân với 6 là 3, 30. 5 nhân với 8 là bao nhiêu? 4, 40. Xong chưa? Đấy, xong bài 2 câu A nhé. Bây giờ đến câu B này, là những phép tính chia. 12 chia cho 2. Vậy thì 12 chia 2 bằng mấy? À, nó sẽ là 6 này. 16 chia cho 2 bằng 8 này. 18 chia 2 thì bằng 9 này. 14 chia cho 2 bằng 7 này. 15 này chia cho 5 thì bằng 3 này. 20 này chia cho 5
thì bằng 4 này. 30 chia cho 5 thì bằng 6 này. 45 chia cho 5 thì bằng 9. Đấy, như vậy chúng ta đã hoàn thành bài tính nhẩm. Rồi, sang bài số 3. Bài số 3, cái đề bài như sau. Trong cái trò chơi ô ăn quan, trò chơi ô ăn quan tức là chúng ta biết là cái hình thức nó như thế này đúng không các em? Đó, chắc chắn là có nhiều bạn đã từng chơi cái trò chơi này rồi, đúng không? Đó, và đây chúng ta sẽ chia ra làm 4 nè. Đúng chưa? Kiểu như thế này đúng không nào? Đấy, vậy thì mỗi một ô thì có 5 viên sỏi. Đấy, tức là trong một cái ô này này thì sẽ có 5 cái viên sỏi nè. Hiểu không? Rồi, giờ ta hỏi này, 10 cái ô như vậy thì có tất cả là bao nhiêu viên? Vậy thì các em thấy này, một ô có 5 viên. Vậy thì 10 ô chúng mình chỉ việc lấy gì? Số viên của một ô nhân với số gì? Số ô. Đơn giản không? Dựa vào câu hỏi để mình viết lời giải nhé. Hỏi 10 ô như vậy có tất cả bao nhiêu viên sỏi? Thì chúng mình sẽ trả lời nè. 10 ô. 10 nè. Ô. Có tất cả 10 ô này, có tất cả, người ta hỏi là bao nhiêu thì mình sẽ trả lời số viên sỏi là, được chưa? Đấy, hoặc là cách trả lời thứ hai, các em sẽ trả lời là số viên sỏi 10 ô có là. Đấy, cũng vậy nha. Được chưa? Mình sẽ lấy cái gì đây? 5 nhân với 10. Được chưa? 5 nhân với 10 thì sẽ là 5 50. Đơn vị ở đây là viên. Và chúng mình ghi đáp số. Đáp số này thì mình ghi rõ cho thầy là viên gì. Đáp số này 50 viên. Viên gì? À, viên sỏi nha. Xong chưa? Rồi, bài số 4. Người ta hỏi điền cái số nào. Như vậy đây mình có phép tính này, 10 chia cho 2 được mấy nhỉ? À, được 5 đúng không? 5 nhân với 3 bằng 10, 15. Xong. 2 nhân với 10 là 2, 20. 20 chia cho 5 bằng 4. Quá dễ rồi. 20 chia cho 2 thì bằng 10. 10 các em chia cho 5 thì bằng 2. Xong chưa? Đó, như vậy chúng mình đã hoàn thành được cái tiết số 1 của cái bài này. Và hẹn gặp lại các em ở trong tiết số 2 nhé.